hiện hố sụt lún trong phòng karaoke tại Quảng Ninh. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà khiến 3 cháu nhỏ tử vong ở thành phố Đà Lạt. Bắt tạm giam nguyên chủ tịch công ty Asanzo vì tội trốn thuế. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ, phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay, ngày 24 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua Phú Bình, huyện nông thôn mới đầu tiên tỉnh Thái Nguyên, có chiều dài hơn 28,9 km với tổng đầu tư hơn 700 tỷ đồng đang dần lộ diện, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Khi dự án hoàn thành, sẽ tạo cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, giảm tải áp lực lưu lượng phương tiện qua quốc lộ 37. Vào 11 giờ ngày 23 tháng 6, một hố sụt lún xuất hiện tại một phòng karaoke tại tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hố sụt lún hình tròn đường kính 3m, sâu 4m kéo theo một chiếc bàn, tivi, bộ loa tụt xuống hố. Khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện lấp hố sụt, cảnh báo nguy hiểm và thông báo tới người dân xung quanh. Hai nút giao ở quận Cầu Giấy được triển khai thí điểm hệ thống giao thông thông minh, hiện đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu camera đo đếm lưu lượng, đo tốc độ, hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông tại nút giao Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi và nút giao ngõ 9 Phạm Văn Bạch. Kính thưa quý vị, hàng chục năm qua, gần 200 hộ dân sinh sống trong dự án tái định cư khu 3, Nam Lý Chiêu Hoàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, ẩm thấp, ô nhiễm không thể sửa chữa hay di rời do vướng dự án treo. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên. Rác thải chất thành đống, cỏ mọc um tùm, đường xá đầy bụi bặm là những gì hàng trăm hộ dân sống trong dự án tái định cư khu 3, Nam Lý Chiêu Hoàng, quận 6 phải chịu đựng hàng chục năm nay, bởi đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy. Hả trời dông này chui nhà tắm hoặc chui góc ngồi chứ để nhiều cái dông á, nó bay rớt cây đồ đầu mình, toàn nó cuốn qua bên đường kia hết luôn. Dông thì dồi quá trời, nó bay toàn của người ta quá trời luôn. Giờ nhà mình thì bay nóc mà năm nào cũng bay, không bay nhà này cũng bay nhà kia. Thưa quý vị, những lao động sinh sống ở khu xóm trọ dưới chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội phải gồng mình cam chịu cái nắng nóng gay gắt trong căn phòng chưa đầy 10m2, có mái lợp tôn xi măng càng thêm nóng nực. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên. 450 độ nè, cô vẫn ở ngoài dì đường về. Về đến nhà trọ có dám dùng quạt mấy đâu. Bây giờ bắp ngô củ khoai làm gì có nhiều tiền lắm đâu con. Ngày trước không có điều hòa thì là phải che cái chăn lên ý, xong đổ nước, rớt chăn ướt, xong là nằm để cho nó mát. Để đối phó với cái nắng như đổ lửa, nhiều người lao động phải chấp nhận thắt lưng buộc bụng, mua thêm quạt, lắp điều hòa làm mát, nhưng cũng chỉ dám bật lúc có con nhỏ ở nhà. Vất vả là thế, nhưng tất cả những lao động này đều chấp nhận chịu đựng vì cuộc sống mưu sinh. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nổi bật diễn ra trong ngày. Mới đây nhất, Trường Đại học Cần Thơ thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm theo kết quả học bạ năm 2024. Theo công bố, ngành sư phạm toán có điểm chuẩn cao nhất 29,6 điểm. Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sinh sớm theo phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Với phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành sư phạm toán cũng ở mức 29 điểm. Ngày 24 tháng 6, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà xảy ra trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do khi đi ra khỏi phòng, chủ nhà quên chưa tắt bếp ga dẫn đến cháy. Hậu quả của vụ cháy đã khiến cho 3 người tử vong. Ngày 24 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi ra khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Asanzo và Phạm Xuân Tình, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo về tội trốn thuế. Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm giám đốc, ông Tình đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là gần 15,8 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 20 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.